Ông Alexander Yersin, ngoài việc là một nhà bác sĩ thì ông còn rất là yêu thích nghiên cứu thiên văn học và thời tiết. Dạ. Ngày xưa khi mà còn sống ở Nha Trang, ông đã xây dựng một cái trụ thiên văn học để ông theo dõi thời tiết để mà dự báo cho những người ngư dân tại thành phố này. Ôi, ông hay quá ha. Ông hiến cho đời á. Cho đến những ngày cuối đời, trước khi ông mất, ông vẫn còn làm công việc này để dự báo thời tiết cho người dân Nha Trang. Vậy nên bây giờ thử thách của chúng ta sẽ liên quan đến thiên văn học và thời tiết. Chúng ta sẽ có những câu hỏi mang tính rất kiến thức và cả đấu vui liên quan đến thiên văn học và thời tiết. Kiến thức thì cái thứ mà tôi không có. Nhưng mà có đố vui được kìa. Mình đố vui thì tôi cũng không vui lắm. Chúng ta sẽ có tất cả 9 câu hỏi. Tương tự như vậy thì trong số 9 câu hỏi này, ai trả lời được nhiều nhất thì coi như đội đã chiến thắng ở trận này. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên. Theo đo lường vận tốc một giây ánh sáng bằng khoảng 300.000 km, vậy 1 phút bằng bao nhiêu km? 18 triệu km. 18 triệu là đáp án chính xác. Một điểm cho đội anh Giang. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi liên quan đố vui. Vui nhỉ, vui nhỉ. Thủa bé em có 2 sừng, đến khi nửa chừng thì lại tròn ra. Mới có 30 đã già, bỗng nhiên hóa trẻ lại ra 2 sừng. Đây là cái gì hả? Đây là cái gì? Anh đọc mặt lại. Mặt trăng. Mặt trăng là đáp án chính xác. Rồi, ủa? Trăng khuyết trăng tròn á. Các thành viên của đội tôi ơi, đừng chấp nha. Tôi thách các bạn trả lời được. Đúng. Chứ bên đây là tôi ấy rồi. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu nói nổi tiếng "Dù sao trái đất vẫn quay" của nhà khoa học nào? Galileo là đáp án chính xác. 3 điểm cho đội anh Giang. Các bạn ơi, đừng trách. Tôi thách các bạn trả lời được đó, các bạn nhấn tôi không? Câu hỏi tiếp theo, điền vào chỗ 3 chấm trong lời bài hát "Em gái mưa trời non háo hức đang đợi mưa, rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại 3 chấm trong giấc mơ buốt lạnh". Ngây thơ. Không phải. Ngây thơ là đáp án chính xác. Yes. 1 điểm cho Chris. Ủa, ngây thơ hả ta? Ngây thơ. Hồi xưa tụi em có làm parody bài này. À, vậy hả? Làm gì? Trời ơi, đưa ngay đề tủ. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Ok. Trong văn hóa Babylon cổ đại, các nhà chiêm tinh học đã sáng tạo ra 12 cung hoàng đạo dựa vào sự chuyển động của mặt trời đi qua các vòng sao. Vậy cho hỏi, hình ảnh đại diện của cung thiên yết là gì? Bò cạp, bò cạp. Con dê. Không phải. Con bò cạp. Bò cạp là đáp án chính xác. Thêm 1 điểm cho quiz. Thiên bình là tôi biết luôn, tôi cung thiên bình mà. Tôi biết đúng cung thôi à. Hành tinh nào nóng nhất trong hệ mặt trời? Mặt trời. Không phải. Sao thủy. Sao quả. Sao thổ. Sao mộc. Sao kim. Sao kim là đáp án chính xác. Nói lại. Liệt kê. Đúng rồi, liệt kê thôi. Bây giờ không biết thì phải liệt kê. Bằng nhau đó hả? Đang ba đều cho anh chết Giang tươi, và chết Chris. Tươi. Chết tươi. Thôi anh nhả chết em tươi. Đúng không? Chết tươi. Tại nếu mà nhả thì phải nhả luôn tôi, sao không ai nhả luôn. Thôi nhả đâu mà, nồng ấy thôi. Không, tôi vô mấy khu này là tôi khuyết lắm. Trong bài hát Hà Nội 12 mùa hoa thì tháng 6 tác giả đã nhắc đến loài hoa nào? Hoa ly. Hoa sữa. Không phải hoa sữa, hoa sữa tháng 9. Hoa ly. Hoa huệ. Hoa ban. Hoa phượng. Hoa mai. Hoa lan. Hoa điên điển. Bậy điên điển đâu á? Điên tây. Hoa mười giờ. Hoa xưa. Hoa sen. Chính xác, 1 điểm tranh luật. Sao anh cười gian ác vậy? Nói đại. Đây là câu hỏi cuối cùng, và hiện giờ đang là 3 đều cho anh Trời Giang. Với cả quiz là chỉ có 2 người trả lời câu này thôi. Ủa vậy? Như ông nãy đó. Lao. Bạn thách danh dự. Đấy, khán giả cũng khen anh là biết hoa sen. Tại vì tôi là có tâm Phật, cho nên là tôi nghĩ đến hoa sen liền à. Câu hỏi cuối cùng. Đây là gì? Long lanh trên ngọn cỏ như những hạt kim cương. Sương. Mặt trời vừa lên tỏ. Sương. Tan biến luôn thân hình. Giọt sương. Giọt sương là đáp án chính xác. Trên ngọn cỏ vô giọt sương thì không có gì khác.